Let's go. Mua máy làm đá viên trực tiếp từ nhà sản xuất. Ngoài việc các bạn sẽ được mua sản phẩm chính hãng, giá tốt, các bạn sẽ được tự mình trải nghiệm quy trình sản xuất máy đá, xem cách hoạt động của máy và được tự đánh giá, kiểm định chất lượng, hiệu suất của máy đá. Sắp vào mùa cao điểm nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ nước đá viên tăng cao. Và đây cũng là thời điểm các đơn vị kinh doanh nên mua một chiếc máy làm đá viên chất lượng cho đơn vị của mình. Nếu bạn chưa biết phải mua máy đá ở đâu thì hãy đến với Việt An. Việt An có nhà máy sản xuất máy đá rộng hơn 15.000 m², được đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm. Việt An nhận sản xuất máy đá theo yêu cầu. Trung bình từ 7 đến 10 ngày là Việt An sẽ sản xuất xong một chiếc máy đá. Trong video này là hình ảnh ghi lại quá trình khách hàng nghiệm thu máy đá Ivan 10T38 tại nhà máy Việt An và cảnh xuất máy làm đá viên Ivan 10T38 đi Yên Bái để kịp thời lắp đặt cho khách hàng. Các bạn hãy cùng xem nhé! Ivan 10T38, máy làm đá viên công nghiệp sử dụng máy nén trục vít mới 100%, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất tại nhà máy Việt An. Công suất đạt 10 tấn trên 24 giờ, có thể vận hành liên tục 24/24, làm đá siêu nhanh, siêu tiết kiệm điện, chi phí bảo dưỡng thấp. Máy được bảo hành 1 năm, bảo trì dài hạn. Sở hữu máy làm đá viên 10 tấn Ivan 10T chính hãng Việt An, các bạn sẽ được cam kết chất lượng, sản xuất đá ổn định, tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao. Máy đá Ivan 10T phù hợp với các đơn vị sản xuất kinh doanh quy mô vừa và lớn. Và để bảo quản đá thì các bạn nên đầu tư thêm kho lạnh KL22 này nhé. Với bề dày kinh nghiệm gần 20 năm, Việt An luôn là điểm đến, là đối tác tin cậy của mọi khách hàng. Hãy liên hệ ngay với Việt An để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.